Chào các bác nhá, chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em nhá. Hôm nay em lại giới thiệu bác hai con máy rửa chén giá bình dân nữa của Latiolan, một con là của Sharp nhá. Con này mặt còn rất là đẹp các bác nhá. Này, nhìn cái mặt của nó nhìn thẳng vào, các bác nhìn thấy không? Còn rất là sạch sẽ. Nói chung là cũng thuộc dạng hàng đẹp của nó đấy các bác ạ, của thời ngày xưa thôi. Đấy, mặt nhôm không phải nhôm nữa nhá, nó là inox đó, sắt đấy. Nhưng mà nó là làm kiểu giống như nhôm phay ấy, anh nhìn rất là đẹp nhá. Đấy. Mặc dù nó là cổ đời ngày xưa rồi nhưng mà máy vẫn còn rất là đẹp nhá. Dạ không ạ. Đấy, bán kéo vẫn còn nguyên này, em không có vệ sinh, bác về bác lau chùi nhá. Đây là bên sườn của nó này. Đấy, rất là đẹp nhá. Đây là sườn sau của nó này. Đó. Rất là mới. Này, đó, vuông khảnh sắc cạnh nhá. Đấy, vận chuyển về thì có một chỗ như nó hơi sứt nhẹ một chút xíu thôi. Đấy, đây này, đó, vấn đề gì nhá, chút xíu ở bên đó không phải bị phải vỡ hẳn ra. Đây, những chức năng rửa cơ bản thôi. Cái này sử dụng rất dễ, bác bật nguồn đây, tắt bật này, tắt bật, đấy, khởi động, thế thôi, rất là đơn giản. Đây mình có thể tùy chỉnh, nghĩa là sấy 30 phút, 45 hay 60 phút. Đấy, còn chương trình thì em để tiêu chuẩn. Còn đây 2-3 người, 4 người, nói chung là nó tùy. Đây, em mở ra cho bác coi bên trong nhá. Đó. Đấy, giòn con gá là sạch đẹp bác nhá. Đấy, mềm như nghèo nhá, không phải là giòn cứng ngắc như đá đâu. Đấy, trên dưới vậy bác nhá. Đây này, đó. Thấy không? Đó, giòn còn tanh đách nhá, chưa có cứng. Đấy. Đang sửa nước nóng đó. Đấy, bác về bác vệ sinh ở phía dưới nhá. Sắt ngày xưa nó làm dày lắm các bác ạ, làm to dày lắm. Đó, đầy đủ phụ kiện nhá. Đấy. Trên này. Đấy. Ok bác nhá. Latiolan nhá. Đây. Em chưa có lau chùi thì nó đã vẫn còn sạch đẹp như này rồi, bác về bác lau chùi thêm. Đấy. Cái màu vàng vàng này. Đây. Đây là nước nóng này. Bỏng tay đây các bác ạ. Đây, bên trong của nó đây nhá. Đó. Thép á. Ngày xưa thì nó hay làm bằng thép không gỉ, bây giờ thì nó làm bằng nhựa rồi. Bây đời cao ba la nó làm bằng nhựa hết rồi, thì từ 8 thì 9 là nhựa hết rồi, 5, 6, 7 làm nhựa hết rồi. Giờ nó không làm cái giống như này nữa. Nhiều bác thích cái này hơn, thì cơ bản thì máy rửa chén cũng chỉ thế thôi các bác ạ. Đấy, motor một tiếc các kiểu thì thay đổi một chút xíu, có một thứ công nghệ nó rửa nước nóng là ok rồi, sạch sẽ rồi. Đấy, đỡ máy này, mặt còn rất là đẹp, các bác nhìn thấy không, mặt đây. Giá của nó là 2,5 triệu các bác nhé, chưa bao gồm phí ship các bác nhé. Model của nó là LP60SX5 các bác nhé. Đấy, mặt nó này, mới nhìn thấy không? Mặt con này còn rất là đẹp các bác nhé. Đấy, 2 triệu rưỡi. Bác nào ở xa đặt cọc với em nhé. Đấy, điện 100V nhé. Sử dụng thì đơn giản thôi các bác ạ. Đấy, 2 nút tắt mở rồi. Đấy, nó đang quy trình từ đầu đến cuối, đến cuối cùng nó mới hết. Xong rồi nó sẽ sấy, mình sau này sử dụng luôn. Rồi, tiếp theo là một con Sharp nữa. Sharp có chức năng ion khử khuẩn các bác nhá. Sharp thì bao giờ nó cũng có chức năng đó rồi. Đây em sẽ mở ra. Model của nó là QW SV1 nhá. Mở ra bác coi nhá. Rang rửa này, con này thì có kính. Đấy. Mở ra thì nó sẽ ngưng lại. Đấy, chức năng an toàn. Đây, bên trong này rất là sạch sẽ các bác nhá. Đấy. Nó không có mới bằng mấy con trước đâu, nhưng mà theo như em nhận biết thì nó cũng khá là ok với cái tầm giá của nó mang lại các bác nhá. Yeah, nước nóng rồi các bác ạ. Nước nóng rồi, bởi vậy nên nó rửa nước sẽ sạch các bác ạ. Đây là inox bên trong của nó đây này. Đấy. Thì nó có những cái vết xước xước ở đây rồi các bác nhá. Đó. Còn gioăng riết thì vẫn còn mềm các bác nhá. Đấy. Đây là cái gioăng mặt của nó này. Đó. Cây của nó đây, đó. Hai tầng này, đó. Rồi, ok các bác nhá, con này giá của nó là 2 triệu các bác nhá, đi nhanh, Tết rồi, đó. Đây, Sharp đây, thằng keo còn nguyên, em không có vệ sinh kỹ đâu các bác ạ, lau chùi test chức năng ok bên ngoài, rồi. Ok, đấy. Đóng cửa vào nó chạy thôi, đấy. Mình mở cửa ra là ngắt ra. Đây, con này cũng khá đẹp, 2 triệu rưỡi này. Ok, thank you các bác nhé.
cổ thôi nhưng mà vẫn còn xài được với cái tầm giá của nó như thế các bác nhé. Em nói thật, bây giờ đi mua một con máy rửa chén bây giờ trong siêu thị thì cũng mắc phết đấy, không rẻ đâu. Mà con này mặt cũng còn đẹp lắm các bác ạ. Mặt con này được cái là còn đẹp, được cái tuyến mặt của nó đấy. Mẫu thì cũng giống như mẫu bây giờ, máy rửa chén nó chỉ có thế thôi. Ba La nó đổi mới nên cũng chỉ thế thôi các bác, đâu hơn nhau gì nhiều như mẫu mã. Về cái form của nó thì vẫn vậy. Rồi, thank you các bác nhé.